VinFast bàn giao lô xe điện VFE34 đầu tiên cho khách hàng Indonesia. Tại triển lãm ô tô quốc tế GAX Indo Indonesia, GIAS, 2024 diễn ra từ ngày 18 tháng 7 đến 28 tháng 7, VinFast chính thức bàn giao những chiếc SUV điện VFE34 đầu tiên cho các khách hàng tiên phong ngay ở gian hàng của mình. Chúng tôi tự hào khi bàn giao những chiếc xe VF E34 đầu tiên tới tay khách hàng Indonesia. Tôi tin chắc rằng với công nghệ hiện đại, mức giá hấp dẫn, cùng dịch vụ hậu mãi xuất sắc, VFE34 và các mẫu ô tô điện VinFast khác trong tương lai sẽ làm hài lòng mọi khách hàng đặt niềm tin vào thương hiệu. Ông Temi Wirat Zekti Vaza, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, cho biết VinFast VFE34 đã lần đầu tiên ra mắt đất nước vạn đảo tại triển lãm ô tô quốc tế Indonesia IEMS 2024 diễn ra vào tháng 2 đầu năm nay. Ở thị trường này, mẫu xe điện Made in Việt Nam có giá 314 triệu rupiah khoảng 490 triệu đồng, nếu thuê pin và 408,2 triệu rupiah, 637 triệu đồng nếu kèm pin. Tuy nhiên, trong khuôn khổ triển lãm GIAS 2024, VinFast đã triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe VFE34. Theo đó, 1.000 khách hàng đăng ký mua kèm pin và thuê pin đầu tiên sẽ được áp dụng giá bán ưu đãi chỉ 273 triệu rupiah, 426 triệu đồng. Ngoài VFE34, VinFast còn mở bán mẫu ô tô điện VF5 ở thị trường Indonesia với giá 214,8 triệu rupiah, 335 triệu đồng nếu thuê pin và 310 triệu rupiah, 490 triệu đồng nếu kèm pin. VinFast VF5 cũng có giá bán ưu đãi là 218,25 triệu rupiah, 340 triệu đồng, dành cho 1.000 khách hàng đăng ký mua kèm pin và thuê pin đầu tiên. So với xe đang bán ở Việt Nam, VinFast VF E34 và VF5 tại thị trường Indonesia rẻ hơn nhiều nguyên nhân bắt nguồn từ chính sách thuế và hỗ trợ đối với xe điện khác nhau tại từng quốc gia trong năm tháng sau khi tiến vào thị trường indonesia bên cạnh việc mở bán hai mẫu xe kể trên vinfast còn mở các cửa hàng đại lý và gần đây nhất là động thổ nhà máy lắp ráp xe điện tại thành phố subang thuộc bang tây java